Trong những ngày giữa tháng 6 vừa qua, thời tiết nắng nóng gai gắt diện rộng nhất là ở miền Bắc và miền Trung với một số ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ, lại làm tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh kỷ lục mới. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, trong tháng 6 2024, cả công suất cực đại PMAX và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao và đạt kỷ lục mới. Cụ thể vào lúc 13h30 ngày 19 tháng 6, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc đã lên tới 49.533 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 14 tháng 6 2024 đã lên tới 1,025 tỷ kWh. Mặc dù tiêu thụ điện toàn quốc đã thiết lập các mức kỷ lục mới như trên, nhưng nếu không có mưa vào chiều tối trong một số ngày gần đây thì mức tiêu thụ điện kỷ lục có thể còn lên cao hơn nữa cả về công suất và sản lượng tình trạng tăng cao về tiêu thụ điện cũng gia tăng áp lực đáng kể về cung cấp điện